với 5 tiền vệ và 2 cầu thủ chạy hai cánh, đó là số 8 Đình Sơn và số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy. Bóng lại được treo lên cho ngoại bình Nguyễn Phong Hồng Duy. Khán giả, những phe hâm mộ của Thép Xanh Nam Định rất hy vọng vào màn trình diễn của Nguyễn Phong Hồng Duy trong ngày hôm nay. Chơi ở vị trí giữa sân bên phía Thép Xanh Nam Định và hầu như các pha tấn công đều qua chân Ngô Hoàng Thịnh, cầu thủ mao số 79. Với số áo rất lớn, số 92 Green Daniel Michael và số 97 Will Vincent. Ngô Hoàng Thịnh mở bóng sang cánh phải. Nguyễn Phong Hồng Duy. V-League 1 2023 được thực hiện bởi FPT Play. Cả hai bên đều đang có 2 cú dứt điểm và một trong số đó cũng trúng cầu môn. Thành phố Hồ Chí Minh đang là đội bóng phạm lỗi nhiều hơn. Nguyễn Phong Hồng Duy nỗ lực vẫn tới từ số 10 Harry Arroyo da Silva. Nguyễn Phong Hồng Duy đường chuyền của Hồng Duy, trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên dọc. Phải nói là bóng đá Nam Định đang bước tới V-League năm nay và chúng ta ấy vẫn nói là đôi khi nhắm mắt vẫn phải nhìn thấy nhau. Nguyễn Phong Hồng Duy, tiếp tục là sức ép tới từ đội chủ nhà. Nguyễn Phong Hồng Duy. Ngày hôm nay khi mà mùa giải của Nabob V-League 1 2023 khai màn, ta chờ đợi những trận cầu hấp dẫn. Hạ Long. Hữu Tuấn. Nguyễn Phong Hồng Duy. Tại sân Thiên Trường đến lúc này vẫn đang chờ đợi một bàn thắng. Quyền kiểm soát bóng trong hiệp đấu thứ hai vẫn lấn lướt hoàn toàn thuộc về phía Thép Xanh Nam Định. Hà Long. Nguyễn Phong Hồng Duy. Hồng Duy không thể có pha chạy cắt mặt nhanh hơn tới từ Hồng Duy. Cũng là một đường chuyền không chính xác tới từ số 12 của Thép Xanh Nam Định. Lỗi rồi. Và phạm lỗi của số 18 Chu Văn Kiên. Đường chuyền cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Hồng Duy khá hay, làm gì Dominic Henry, những điểm chạm rất hợp lý. Hồng Duy. Đường truyền đã bị bắt bài khá nguy hiểm, không được, nhưng trọng tài đã căng cờ trước đó khá tốt. Nguyễn Phong Hồng Duy. Chờ bóng vào trong cho Dominic Nguyễn Phong Hồng Duy. Hồng Duy. Và trong đó bản hợp đồng được kỳ vọng nhất đó là Henry. Tiếng còi kết thúc trận đấu trong tay Hoàng Ngọc Hà đã vang lên. Thành phố Hồ Chí Minh đã thua trận ở những phút cuối cùng. 3 điểm đã ở lại sân Thiên Trường. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.